Phương xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin Kinh tế Thế giới do ban biên tập Tuổi trẻ Hải ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, có một cảnh báo mới cho người tiêu dùng, đó là cẩn thận khi sử dụng các dịch vụ của Google. Trong tuần này, trong một bài đăng online, công ty Google đã công bố chính sách bảo mật mới liên kết tất cả các dịch vụ trực tuyến, bao gồm cả công cụ tìm kiếm trên mạng được sử dụng rộng rãi, Gmail, Google Plus và YouTube. Ngay cả hệ thống điều hành di động Android cũng được liên kết vào. Và với ngoại lệ của một vài điều chỉnh, người tiêu dùng không thể không tham gia. Khi các chính sách này có đầy đủ hiệu lực vào ngày 1 tháng 3, thông tin của người sử dụng cho hầu hết các sản phẩm của Google sẽ được xử lý như một nhóm dữ liệu duy nhất. Công ty này sau đó có thể sử dụng các thông tin trên tất cả các sản phẩm của mình để bán quảng cáo nhắm mục tiêu theo sở thích riêng của từng người sử dụng. Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng đã lên tiếng cảnh báo. Các tổ chức này khuyên người tiêu dùng đừng bao giờ để những thông tin mà bạn không muốn được chia sẻ vào tai của người khác. Đừng bao giờ để những thông tin có thể tạo nguy hiểm nếu bị đánh cắp trên một trang mạng công ty. Hành động này của Google đang gây nhiều tranh cãi vì nó có thể tạo sự chú ý của các giới chức thuộc cơ quan phòng chống độc quyền. Cả Facebook và Twitter đều đã phải dàn xếp với cơ quan FTC về các cáo buộc khác nhau liên quan đến vấn đề bảo vệ sự kín đáo riêng tư. Tuy nhiên, mỗi trường hợp đều khác nhau. Google cho rằng người tiêu dùng sẽ hưởng được những lợi ích từ chính sách xử lý thông tin mới này. Ví dụ, một người có thể tìm kiếm một nhà hàng bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm của Google. Google sau đó sẽ sử dụng mạng xã hội Google Plus để kết hợp ý kiến và hình ảnh từ bạn bè. Các phân tích gia cũng cho rằng Google sẽ phải cẩn thận, không làm buồn lòng những người sử dụng. Google cần phải có được sự tin tưởng của người sử dụng với tất cả những điều mà họ đã biết về người sử dụng. Vì vậy, nếu công ty này làm bậy với những dữ liệu của người sử dụng, làm cho những người này không hài lòng, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đối với Google. Vì toàn bộ mô hình kinh doanh của công ty được dựa trên sự tin tưởng này. Xin được nói rõ hơn là các dữ liệu mà Google đang thu thập không phải là mới, chỉ là những dữ liệu này sẽ được kết hợp lại với nhau. Tuy nghe thấy có vẻ đơn giản, nhưng chắc chắn sẽ có những tác động mới vẫn chưa được biết. Samsung báo cáo lợi nhuận kỷ lục trong quý thứ tư. Doanh số bán hàng điện thoại thông minh gia tăng mạnh và ngạch kinh doanh chip điện tử tạo lợi nhuận đã giúp cho công ty thiết bị điện tử Samsung có được mức thu nhập kỷ lục trong tam cá nguyệt vừa qua. Công ty công nghệ lớn nhất của châu Á đã báo cáo một lợi nhuận hoạt động kinh doanh là 4.7 tỷ Mỹ Kim. Đây là mức thu nhập hàng quý cao nhất chưa từng có của công ty Nam Hàn và đã tăng 76% so với con số của một năm trước đây. Ngạch kinh doanh điện thoại di động của Samsung đã có mức thu nhập cao nhất với các điện thoại di động Galaxy chiếm một nửa số lợi nhuận hoạt động kinh doanh, tức 2.35 tỷ Mỹ Kim. Samsung hy vọng ngạch kinh doanh này sẽ tăng trưởng 30% vào năm 2012 với lợi nhuận cao hơn khoảng 15%. Công ty Samsung đã không cung cấp dữ liệu doanh số bán hàng cụ thể của điện thoại thông minh trong tam cá nguyệt vừa qua, nhưng các nhà phân tích cho rằng đối thủ Apple có thể đã chiếm lại vị trí hàng đầu trong doanh số bán hàng điện thoại thông minh trong cùng thời kỳ. Apple đã bán được 37 triệu iPhone trong khoảng thời gian từ tháng 10 cho đến tháng 12, trong khi các nhà phân tích ước tính Samsung đã bán được khoảng 36 triệu điện thoại thông minh. Lợi nhuận của iPhone cũng cao hơn 37%. Nhưng Apple đã đóng góp vào kết quả xuất sắc của Samsung trong ngành kinh doanh chip điện tử, chiếm một nửa còn lại của lợi nhuận tổng thể. Samsung cho biết nhu cầu về chip di động đã gia tăng mạnh mẽ từ các khách hàng như Apple và doanh số bán chip điện tử cho máy chủ đã bù đắp cho sự suy yếu trong thị trường PC. Ngạch kinh doanh màn hình phẳng của công ty đã bị thua lỗ 196 triệu Mỹ Kim, trong khi ngạch kinh doanh TV và thiết bị điện tử gia dụng mang lại lợi nhuận khoảng 507 triệu Mỹ Kim. Samsung cho biết công ty sẽ gia tăng đầu tư trong năm nay thêm 9%, tức lên đến 22 tỷ Mỹ Kim, với 60% được đưa vào ngạch kinh doanh chip điện tử và 25% vào các hoạt động màn hình phẳng. Cổ phiếu của Samsung đã gia tăng 1/5 trong 3 tháng qua và đã lên đến mức cao nhất từ trước đến nay. Trong tuần này, đạt được lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận 3% của chỉ số Kospi. Số người thất nghiệp của Tây Ban Nha lên đến mức cao kỷ lục 5.2 triệu người.
Một nhóm người tìm việc làm ở Madrid đã bày tỏ sự bi quan trong việc tìm kiếm được một công việc làm khi mà con số thất nghiệp mới nhất được công bố vào ngày thứ Sáu cho thấy một kỷ lục lịch sử với hơn 5.2 triệu người thất nghiệp trong nước. Viện Thống kê Quốc gia cho biết tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức 22.85%, tức 5.27 triệu người trong quý thứ Tư từ mức 21.5% trong quý thứ Ba. Con số này hơi thấp hơn so với dự đoán được đưa ra bởi chính phủ vào hồi đầu tháng này, khi chính phủ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các công đoàn và giới chủ nhân để cải cách các đạo luật việc làm cho được uyển chuyển hơn. Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 17 năm và cao hơn bất kỳ quốc gia nào trong khối OECD cũng như trong Liên minh châu Âu. Và với nền kinh tế của quốc gia đang hướng tới suy thoái, có lẽ mức tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ vẫn còn tiếp tục trong một thời gian dài. Ông Alexei, một cư dân tại Madrid, làm việc trong ngành xây dựng, bị thất nghiệp từ tháng 7 năm 2010, cho rằng các số liệu mới này là lý do làm cho ông và gia đình xem xét việc rời khỏi đất nước, bởi vì cả nhà ông đều bị thất nghiệp và ông không nhìn thấy có bất cứ một triển vọng việc làm nào tại Tây Ban Nha. Theo Viện Thống kê Quốc gia, thì số gia đình trong tình huống tương tự như gia đình của ông Alexei tăng 49.800 trong quý cuối cùng của năm 2011, đạt tổng số là 1.575.000 gia đình. Số lượng người thất nghiệp tăng 295.300 người, đạt tổng số 5.273.600 người tìm việc làm trong ngành xây dựng, công nghiệp và dịch vụ công cộng là các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất. Một số phục hồi đã được nhìn thấy trong lĩnh vực nông nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp đã ở trên mức 20% từ năm 2010, với gần như không có việc làm mới được tạo ra từ lúc đó bởi do nền kinh tế bị trì trệ, cũng như bởi do các thỏa thuận phức tạp và không uyển chuyển về thương lượng tập thể, về quy định mức lương tối thiểu và các hợp đồng tạm thời. Các yếu tố tương tự đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên cao hơn tại các nước khác trong khu vực đồng Euro, điển hình là nước láng giềng Bồ Đào Nha. Tìm cách thúc đẩy việc làm trong khu vực sẽ là mục tiêu hàng đầu trong chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu khi họ triệu tập hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của năm tại Bruxelles vào thứ Hai. Dự thảo cải cách lao động của Tây Ban Nha mà chính phủ đã cho biết sẽ làm cho việc tuyển dụng và sa thải dễ dàng hơn và rẻ hơn cho các công ty và cung cấp sự bảo vệ tốt hơn cho nhiều công nhân, đã giành được sự hỗ trợ tạm thời từ các công đoàn chính trong nước và các nhóm giới chủ sở hữu. Vào hôm thứ Năm, sau khi gặp gỡ với Thủ tướng Đức bà Angela Merkel tại Berlin, Thủ tướng Mariano Rajoy cho biết vào thứ Hai tới, ông sẽ yêu cầu việc sử dụng ngân khoản còn lại trong quỹ tái cấu trúc của Liên minh châu Âu để tạo ra công việc làm. Vào tuần tới, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel sẽ bắt đầu một chuyến đi 2 ngày tới Trung Cộng với một thông điệp yêu cầu giúp đỡ. Và Chủ tịch Trung Cộng, ông Hồ Cẩm Đào sẽ trả lời bà Merkel như thế nào thì còn là một điều không chắc chắn. Lịch sử cho thấy rằng câu trả lời có lẽ sẽ là không, sau khi đã có một vài nỗ lực thất bại trong việc huy động vốn từ nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới để làm phức tạp thêm vấn đề, tăng trưởng kinh tế của Trung Cộng đã chậm lại. Con số PMI chính thức sẽ được công bố trong tuần tới, có thể cho thấy sản xuất đã giảm trong tháng thứ ba liên tiếp. Và điều này có thể sẽ có ảnh hưởng đến Nhật Bản, Nam Hàn và Singapore. Ba nước này cũng sẽ công bố dữ liệu PMI của mình. Điều này làm gia tăng thêm những suy đoán cho rằng các ngân hàng trung ương như Ngân hàng Nhân dân Trung Cộng sẽ có thêm những chính sách hành động nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Kinh tế gia Hans Goethe nghĩ rằng sự chậm lại đã được nhìn thấy rõ và điều này sẽ dẫn tới một phản ứng của ngân hàng trung ương. Vì vậy, có lẽ sẽ có thêm các chính sách nới lỏng tiền tệ và có thể thị trường chứng khoán Trung Cộng sẽ tăng lên trở lại. Ấn Độ có thể là trường hợp ngoại lệ sau khi chỉ số PMI của tháng 12 gia tăng lên đến mức cao nhất của 6 tháng, bất chấp quan điểm bi quan cho rằng nền kinh tế nước này đang tiến đến suy thoái mạnh. Tuần tới cũng là một tuần bận rộn với các báo cáo thu nhập của Nhật Bản, Nam Hàn và Singapore. Các nhà đầu tư có lẽ sẽ tập trung vào sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất màn hình TV tại châu Á. Theo dự kiến, Sony và Panasonic sẽ tiếp tục bị thua lỗ trong ngành kinh doanh máy truyền hình, trong khi LG có thể báo cáo một doanh số bán hàng mạnh mẽ trong quý thứ Tư. Vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới do bạn biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Thank you.